Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với quý vị trong một video mới tiếp theo. Hôm nay là ngày thứ tư 24 tháng 5 2023, cùng đến đây là 9 giờ 30 phút sáng. Phía trước trong màn hình đó là nhà thờ Nguyễn Xỉ nằm trên con đường Tôn Thất Tùng, cũng là đường Bùi Chu của Sài Gòn xưa trước 75. Hiện tại Cường đang đi ở trên con đường Nguyễn Trãi thuộc địa phận nhất Sài Gòn. Đây là góc Nguyễn Trãi và đường Cống Quỳnh. Trên màn hình đó là vòng xoay giáp với ba cái con đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh và đường Phạm Ngũ Lão thuộc địa phận nhất Sài Gòn. Đối diện đó là chợ Thái Bình. Nay Cường sẽ đến cái chợ Thái Bình để chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về cái tình hình ở trong chợ cũng như ở xung quanh ngoài chợ của các con đường như Phạm Ngũ Lão và đường Cống Quỳnh cho quý vị xem. Cường xin mời quý cô chú anh chị và cùng Cường thả bộ và mình đi tham quan và xem ở trong lòng chợ Thái Bình cũng như ngoài phía xung quanh chợ Thái Bình. Hiện tại cũng đang đứng ở bên đường Phạm Ngũ Lão. Đây trước mắt quý vị đó là phía sau của chợ Thái Bình. Bây giờ Cường chuẩn bị qua đường để Cường vào cái con hẻm này, bởi vì trong hẻm này có bán những chợ nhóm nè quý vị. Đây, ở trong này người ta có bán cá, bán rau củ và rau thịt và đủ thứ hết trơn á, dọc theo cái con hẻm này. Quý vị có thể biết đó, nếu mà có một cái ngôi chợ nào đó thì dọc xung quanh và tất cả các hẻm thì người ta cũng tranh thủ để người ta tụ họp nhóm để người ta buôn bán ở phía ngoài này. Đây có cái nhà, những cái nhà ở phía bên mặt tiền của con hẻm này thì họ đều bán hết trơn luôn, rau cải, bán đủ loại hết trơn, có thịt hà và chuối, cả những cá mắm này nọ. Có góc này có bán chuối, bán nhiều loại cái gì đó. Hiện tại là đã 9 giờ mấy rồi nhỉ, nhưng mà cái chợ búa cũng lai ra vậy. Dạ, con chào bác. Tôm tép tươi nè. Dạ, có bán trái cây. Dọc theo con phố này có bán trái cây nhiều. Dạ, có bán những tập khô nè. Dọc theo tại xung quanh đây thôi. Bây giờ Cường sẽ quay trở lại để Cường ra đường Phạm Ngũ Lão. Đây Cường đã ra rồi nè. Giờ Cường sẽ tiếp tục đi dọc theo cái ở bên đường này ha. Giờ Cường sẽ vô trong chợ. Đây ở ngoài này người ta cũng có buôn bán nhiều mà, cũng lai ra vậy đó. Đây có cô này bán bánh quê là tôi sẽ ghé mua.
bò bán thì con cũng ăn này nha. Rồi. Dạ, lấy da lợn. Dạ, cái này nè cô. Sao vậy? Có tiếng nữa nè. Dạ. Không phải lấy cái này là lấy cho con đó đi. Đẹp ha. Cái này là bánh đậu xanh. Đậu xanh á. Mày. Đậu xanh nướng. Lấy lấy cho còn cái bánh bánh quy không? Lấy cái này nè cô, cái này ta gọi là cái gì cô? Bánh phu thê. Bánh phu thê, lấy cho con cái đó đi. Cái này cũng vậy hả cô hả? Dạ, đúng rồi. Lấy cho con cái đó đi cô. Cái này đậu hay dừa? Lấy cho con đậu đi đậu bà. Đậu nó không có chấm. Dạ, dạ. Đậu nè. Bà bán cái này dễ thương ha, đẹp đủ thứ trơn ha. Này là món món của miền Tây. Miền Tây nè ha bà ha. Tổng cộng bà bán nhiêu vậy? Cái này phải không? Dạ. 5 miếng là 30. Tổng cộng 30 đồng mua thôi. Rồi. Để con trả tiền cho bà. Bây giờ mình tiếp tục đi nha, mình sẽ đi dọc theo cái phía ngoài của chợ và sau đó mình sẽ vô trong chợ. Ở ngoài này người ta bán đồ nhiều lắm, đủ thứ trơn á quý vị. Mình đã ra ngoài đường Cống Quỳnh rồi.
Ở góc này có sửa chữa giày dép nha quý vị, cũng đông lắm. Đây là góc đường Cống Quỳnh và đường Phạm Ngũ Lão trước chợ Thái Bình. Mình đó là đường Phạm Ngũ Lão bên hông chợ Thái Bình. Đây là phía trước của chợ Thái Bình. Bây giờ mình cùng vô trong chợ Thái Bình nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại tiếp tục quay lại ở cái con đường Cống Quỳnh nè quý vị. Cường sẽ qua bên kia đường để Cường ghi hình chúng của chúng bạn xem về cái phố xưa cũ ở bên đó. Đây là con đường Cống Quỳnh đối diện với chợ Thái Bình, có một cái góc dãy nhà xưa cũ nào quý vị còn sót lại. Đây, dọc theo cái dãy phố này là phố xưa cũ. Ở cái góc xe nước mía này có một cái con hẻm kế bên. Bây giờ Cường sẽ đi lên ở cái cầu thang này. Đây, cái cầu thang này cũng là rất là lâu đời rồi. Quý vị có thể nhìn thấy cái lan can này cũng cũ và cũng bể một góc rồi nè. Đây, giờ mình lên nha. Giờ trước tiên Cường qua bên tay phải để Cường lên trên cái lầu ở trên đó. Sau Cường về Cường sẽ lên cái cầu thang kế tiếp đây, ở đây. Bây giờ mình đi nha. Cường đã lên cái tầng này rồi. Đây trước đó là chợ Thái Bình. Đây dọc theo cái dãy cái căn hộ này á, có những cái cánh cửa và cửa sổ đều xưa cũ hết trơn rồi. Trước đây người ta có thờ cúng tại đây. Đây là tâm linh của những cái căn hộ người ta thờ. Khi đứng tại lan can mình nhìn xuống đó là cái con đường Cống Quỳnh và kế bên đó là chợ Thái Bình. Đây quý vị có thể nhìn thấy từ xa đó là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Thì có thể nhìn ở phía góc lan can này á, có một cái con hẻm và có một cái cột điện cũ nè, lâu lắm mà còn sót lại nè, của thời Sài Gòn trước á, và cũng có trồng cây bông hoa giấy tại đây. Dọc theo cái căn hộ này mình có thể nhìn thấy cái kiến trúc này như cửa sổ này cũng có rất là lâu đời nè. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Cường ghi hình tới đây thôi và chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về cái góc xưa cũ của ở trên cái con phố xưa này để mình nhìn cái cảnh của cái ngày xưa Sài Gòn trước. Bây giờ mình xuống cầu thang ha, Cường sẽ xuống cầu thang này sau Cường qua và lên cái cầu thang kế bên cho quý vị xem tiếp tục. Mình lên tiếp tục cái cầu thang này nè để mình xem ở trên đó như thế nào. Đây là một cái cảnh nhà xưa cũ của Sài Gòn. Tại cái con hẻm này á, người ta có làm một cái nhà nhỏ để thờ cúng tâm linh đó quý vị, người ta thờ Phật nè. Bây giờ mình cùng xuống lầu nha. Cùng xuống lầu cùng sẽ mua cái nước mía ở cái góc cái con hẻm này nè. Bởi vì hiện tại là trời rất là nóng, uống cho đỡ khát.
Sáng dịp này Cường sẽ quay cái xe nước mía này cho cô chú chị bạn xem. Bởi vì Cường thấy xe nước mía này người ta ép nước mía bằng cái máy điện đó quý vị. Đây là một cái góc xưa cũ của Sài Gòn còn sót lại, đó là dãy căn phố xưa. Bây giờ cùng qua để cùng mua nước mía cùng uống. Sẵn dịp cùng quay luôn cái gì xem. Lấy cho anh một ly mang đi. Ly nước mía đó. Đi lớn đi. Đây là máy ép nước mía bằng điện tạo ra bọt luôn. Bây giờ nước mía là làm bằng máy không ha? Để cam vô cái giữa rồi mình dắt cho nó vô máy. Giờ có máy đỏ đó, mình không có cần quay tay ha. Lúc mình có thấy mấy chỗ kia đó mà như ta có cái máy ép mía đó, còn đây là có cái máy đàng hoàng, thấy nó sạch sẽ hơn ha. Còn kia nó có cái ống, anh quay nhiều thứ, nhiều chỗ đó. Cái này là một ly em bán như vậy? Dạ 12, ly lớn 12. Ly lớn 12, còn cái gì bao nhiêu 15? Nhỏ 8. Ok. Vậy em phải... Mà lòng nó quýnh hết trơn. Không rồi ạ. Cường xin phép tạm dừng và khép lại video này nha. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.